các bạn đã đến với Luyện Chữ Đẹp Cần Duột. Và ở video ngày hôm nay thì Luyện Chữ Đẹp Cần Duột sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn một mẫu bút lá tre chuyên để luyện chữ đẹp. Và ngày hôm nay thì mình sẽ test thử cái mẫu bút này trước, sau đó các bạn sẽ theo dõi cái nét bút mà mình sẽ giới thiệu về cái bút sau nha. Thank you.
Và mẫu bút ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn, đây là một mẫu bút cũng là ngòi lá tre chuyên đèn chữ nhỏ luôn. Mẫu bút này có mã là 09 nha các bạn. Mẫu bút lá tre 09. Mẫu bút lá tre 09 thì ngòi bút nó sẽ tương tự với mẫu bút lá tre 01. Nó tương tự như vậy luôn. Các bạn thấy, các bạn vừa quan sát được nét bút thì các bạn thấy là nét bút nó cũng là nét bút thanh đậm, lá tre, có thể viết được chữ lớn và có thể viết được chữ nhỏ luôn nữa. Đây là cái nét bút nè. Và cái mẫu 09 này nó khác với cái mẫu 01 ở chỗ đó là thân bút. Thân bút của mẫu 01 thì tinh xảo hơn, được làm bằng nhôm và chúng ta si mạ, cái màu nó đẹp hơn. Còn mẫu bút 09 á thì cái ngòi bút nó tương tự như 01, nhưng mà cái thân bút thì sẽ được làm bằng nhựa nha các bạn. Nó sẽ có những kiểu dáng như thế này. Làm bằng nhựa này thì vì vậy cái giá thành của mẫu bút 09 thì nó sẽ rẻ hơn cái mẫu bút 01 này nhiều. Và thứ hai đó là làm bằng nhựa thì nó sẽ nhẹ hơn, nó dễ cầm, nó nhẹ hơn so với mẫu bút 01. Nếu như các em học sinh nào mà chúng ta mới tập bút lá tre mà cầm bút chưa có quen á, thì chúng ta sẽ sử dụng cái mẫu 09 này thì nó nhẹ hơn, nó bằng nhựa, nó nhẹ. Nhưng mà nếu mà thích cái độ sắc sảo đẹp và các em đã quen rồi thì chúng ta sẽ sử dụng bút 01, vì cái thân nhôm thì nhìn nó sang trọng hơn. Mẫu bút 09 thì nét bút mình đã test thử cho các bạn xem thì các bạn thấy là nét bút nó cũng khá là mềm mại. Nhưng mà khác cái 01 ở chỗ đó là cái thân bút bằng nhựa nha. Bằng nhựa nên cái trọng lượng cầm nó sẽ nhẹ, nó sẽ dễ viết hơn. Và cái bút này nó sẽ phù hợp được cho các em học sinh lớp 1 mà tích luyện lá tre. Đó là sự khác nhau giữa 09 và 01. Đây cũng là một mẫu lá tre để luyện chữ thanh đậm nữa các bạn. Và những bạn yêu thích thanh đậm thì chúng ta cũng có thể sử dụng được mẫu 09. Có nhiều bạn gửi câu hỏi với mình là sao thấy mình viết cái bút nào nó cũng đẹp giống như vậy hết. Thì mình xin trả lời với các bạn rằng khi mà mình đã luyện thành thạo được bút lá tre và luyện thanh đậm rồi thì chúng ta viết được tất cả các loại bút, và chúng ta sẽ viết các mẫu bút thì đều ra được thanh đậm hết. Vì vậy sẽ không phân biệt cái mẫu bút rẻ tiền hay là mẫu bút cao cấp. Nhưng đối với những em học sinh á, mà luyện chữ á, thì các em có thể là các em chưa trải qua được nhiều mẫu bút như mình, và các em chỉ viết được một vài mẫu bút thôi. Nên chúng ta có thể mua thử một số mẫu bút. Nếu như mà thấy các em viết hợp với mẫu bút nào thì chúng ta sẽ lựa chọn cái mẫu bút đó. Đến một cái giai đoạn nào đó khi các em đã viết được cái chữ thành thạo và các em đã viết cái thanh nét đậm đẹp rồi, thì mình bảo đảm với các bạn rằng tất cả các mẫu bút lá tre trên thị trường thì các em đều viết được hết. Nhưng mà ở đây đó là hợp hay không hợp thôi. Bản thân mình là giáo viên dạy luyện chữ mà mình cũng đã trải qua quá trình rèn chữ cũng như sử dụng rất là nhiều mẫu khác nhau. Nên khi mình test thử cho các bạn xem á, thì các bạn sẽ thấy là sao cái bút nào mình viết nó cũng êm, cũng mịn hết. Đó là cái kỹ năng viết của mình đã thành thạo rồi. Nhưng mà ở mỗi video thì mình sẽ nói rõ hơn cái ưu điểm, nhược điểm của từng loại bút. Các bạn nhớ nghe kỹ là nó phù hợp với học sinh lớp mấy để mình sẽ lựa chọn cho con em, cho học sinh của mình, sau đó mua về cho bé sử dụng thử. Có thể là cái mẫu bút này các bé viết nó bị sốc một tí, nhưng mà sang cái mẫu bút khác viết êm hơn, thì đó là sự khác nhau giữa các loại bút. Và mình sẽ giới thiệu thật nhiều mẫu bút để cho các bạn có nhiều sự lựa chọn. Và tất cả các mẫu bút này thì mình đều đã viết thử và cho học sinh của mình trải nghiệm. Vì vậy khi mà mình giới thiệu thì các bạn có thể yên tâm về chất lượng bút nha. Và nếu như các bạn muốn quan tâm đến việc luyện chữ cũng như cần tìm hiểu thêm về các loại bút máy thì cứ liên hệ qua cái đường link Zalo hoặc là Facebook của mình, nhắn tin, hoặc là mình có cái địa chỉ Shopee để các bạn dễ lựa chọn hơn. Và khi mà mình liên hệ thì mình cứ nhớ cái mã số của bút á, mình nhắn tin để mình có thể tư vấn cho các bạn cụ thể hơn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và các bạn nhớ subscribe kênh Luyện Chữ Đẹp Cần Dù để tiếp tục theo dõi những video mới nhất nha. Thân chào tất cả các bạn.